Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, qua sa mạc kính chào toàn thể quý vị trong đạo tràng. Dạ, em cũng chào chị Ninh Kiều. Dạ, chào dân chủ chiếc xe đạp đã nêu lên một đoạn giảng. Thì kính thưa quý vị, thì một đoạn giảng này được trích trong cái bài Giếng làng Phú An Châu Đốc. Dạ. Thì đây là một cái bài thi mà Đức Thầy chúng ta đã sáng tác tại nhà ông Hương Hào Phỉ vào ngày 23 tháng Giêng năm Canh Thìn đó, tức là năm 1940 á. Thì ngày xưa thì thuộc cái làng Phú An, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Đó là một cái bài thi thì nó dài tới 58 câu. Dạ, mà hôm nay qua sa mạc xin được chia sẻ 4 câu mà đồng đạo chiếc xe đẹp đạp đã đưa lên. Và 4 câu này đó chính là: ước mơ rắn đặng quá cù, đồng tâm hiệp chí chữ tu dắt dìu, rồi lòng hiền giữ vẹn sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặc ai. Dạ, thì đó là bốn câu mà qua sa mạc vừa đọc lên. Thì chúng ta cùng nhau mình tìm hiểu qua bốn cái câu giảng này nha quý vị. Thì chủ yếu mình vào đây để mà mình nghiên cứu, mình học hỏi, để mà mình hành trì, để mình cố gắng mình trau sửa thân tâm của mình. Thí dụ như bây giờ mình nghe một cái ý gì của đồng đạo mình nói thì hay dở gì, thí dụ hay thì mình học hỏi theo, không hay thì mình, hoặc là đúng thì mình học hỏi theo, còn không đúng thì thôi mình bỏ qua một bên. Chứ qua sa mạc thì nó thật sự từ nào giờ không có góp ý gì hết trơn. Thí dụ như chú đó, huynh đó nói vậy vậy, mình nghe cái ý đó là nó không phù hợp với mình rồi, thôi mình cũng không thèm góp ý làm gì. Thì mình nghe theo, mình hiểu theo cái sự hiểu của mình, rồi mình thực hành qua lời dạy của Đức Thầy. Thí dụ như lỡ người ta có nói mà nó không có được vừa với cái tâm của mình, thì đó chẳng qua là cái hiểu của người ta như vậy, thì thôi mình hiểu theo cái của mình rồi mình thực hành. Thì đó là cái ý của qua sa mạc như thế đó quý vị. À, bây giờ mình trở lại mình trở lại cái đề tài ước mơ rắn đặng quá cù. Thì nói đến ước mơ rắn đặng quá cù ở đây là mong ước làm sao mà cho được, có làm cái bây giờ mình nói về cái sự đi, ước mơ rắn đặng quá cù. Mình ước mơ là mình mong muốn rồi, mình mơ ước rồi. Thì trong cuộc sống của chúng ta đang sống ở đây thì ai cũng mơ ước hết. Cái người tu mình thì mình mơ ước cho được là về nơi cái cõi Phật, về nơi cái cõi giải thoát. Mình không có muốn bị sa đọa khổ đau, mình mong muốn mà hướng về cái con đường giải thoát. Không ai cũng vậy hết, mình mong sau khi bỏ xác thân này mình được giảng sanh về cõi Phật, mình được về cái cõi đời Thượng Quan Thánh Đức vân vân. Thì đó là cái mỗi cái ước mơ của cái người tu của chúng ta. Thì ở đây Đức Thầy cho biết là ước mơ rắn đặng quá cù. Rắn là gì? Rắn đặng quá cù ở đây mình nói thì rắn thì thường thường thì mình thường thường thì rắn thì tu thì thành con gọi là con cù đó. Con cù là con rồng non đó, rồng nhỏ đó. Thì từ con rồng nhỏ này nó sẽ hóa rồng, thì ước ước mong rắn đặng quá cù. Thì đó là mình nói về sự, con rắn tu nó sẽ quá cù đó. Còn mình nói về lý ở đây thì cái người phàm phu, thì khi chúng ta tu hành rồi thì mình sẽ được là thành tiên thành Phật. Thì đó là một cái đó là mình nói về sự vậy đó. Thì trong cuộc đời của mình cũng mong muốn làm sao cho tu hành mình được về, dạ, mình được về cái cõi giải thoát đó, về cái cõi Phật. Đức Thầy dạy mình á, là mong muốn làm sao trên cái con đường tu của mình mong muốn, mình ước muốn như vậy đó. Mà mình ước muốn thì mình phải cố gắng mình hành trì. Bởi vì nếu mà mình mơ ước mà mình cứ đem cái mơ ước đó mình bỏ suông theo ngày theo tháng hoài, mình không có tinh tấn, không có chuyên cần, thì cái sự mơ ước của mình cũng không có thành đạt được. Bởi vì giống như là mình đọc cái toa thuốc đó rất là hay, cái toa thuốc này có thể trị được cái bệnh của mình. Nhưng mà khi cái toa thuốc hay rồi mình ca ngợi, cái toa thuốc này hay quá ha, nếu chúng ta uống thuốc thì chúng ta sẽ hết bệnh. Nhưng mà mình không có chịu uống thuốc, mình không có chịu uống thì lấy gì mình hết bệnh được. Thì cũng như thế, trên cái con đường tu của mình biết được cái giáo pháp là mầu nhiệm, là một cái chân lý để đưa mình đi đến cái cõi giải thoát. Mà mình hiểu, mình biết, mình mong muốn được về cái cõi Phật, mà mình không có thực hành, không có cố gắng công phu hành đạo,
không có quyết chí, không có nhiệt tâm thì mình không có sẽ đạt được, mình không có thành công kết quả được. Cho nên ở đây thì thầy dạy mình ước mơ rắn đẳng quán cù, nghĩa là mỗi con người chúng ta ai cũng mong muốn được về cái cõi cảnh giới an vui, nhưng mà đòi hỏi cái sự hành trì và đòi hỏi cái cố gắng ở mỗi người đó quý vị. Thì đó là cái câu thứ nhất. Rồi câu thứ nhì là đồng tâm hiệp chí, chữ tu dắt dìu. Ở đây là đồng tâm hiệp chí là mình một lòng, đồng tâm hiệp chí là mình cùng một lòng, một chí hướng với nhau đó. Chữ tu dắt dìu là mình cùng dẫn dắt nhau theo cái con đường tu hành đạo đức đó, mà Đức Thầy cũng thường nhắc nhở cho mình biết đó, trong cái điều răn cấp thứ 8 đó, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức đó. Mình cùng thương yêu với nhau như con một cha, rồi cùng dìu dắt nhau vào con đường đạo đức, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng là nghĩa là một một lòng một dạ dắt dìu với nhau, đưa dẫn dẫn dắt với nhau vào cái con đường đạo đó, nghĩa là đồng tâm hiệp chí chữ tu dắt dìu đó. Thí dụ như giờ bạn bè mình mà lỡ mà có cái gì sơ suất, lỡ có cái gì mà không đúng với cái đạo, không đúng với cái lẽ phải, thì mình cũng góp ý, mình dắt dẫn, mình dìu dắt bạn bè mình để cho nó được tốt đẹp thêm lên, mình cùng dẫn dắt với nhau cùng đi về cái con đường thanh cao giải thoát đó quý vị. Thì có một cái câu chuyện qua sao mà cũng nhớ lại cái câu chuyện của ông Tô Đông Pha với cái câu chuyện ông Tô Đông Pha này với Phật Ấn Hòa Thượng. Và thì tiền kiếp của ông Tô Đông Pha và Phật Ấn Hòa Thượng này là hai cái huynh đệ tu chung với nhau ở trong chùa, đó là ông Ngũ Giới Tổ và ông Giới Diễn, nghĩa là Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng và Giới Diễn Thiền Sư. Thì hai ông này ở chung trong cái ngôi chùa để tu với nhau. Thì một 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 bữa nọ đó, thì ông Giới Diễn Hòa Thượng ông đang ngồi ông tham thiền nhập định đi, Giới Diễn hay là ông Ngũ Giới Tổ thì hai người cùng ngồi chung với nhau tham thiền. Thì một ông đó bỗng khởi lên cái tâm, nghĩa là cái ông Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng khi đó đó ông mới phóng lên cái tâm, ông suy nghĩ, ông nói, ông khởi lên cái ý niệm sắc, khởi lên cái ý niệm sắc đi, khởi lên cái tư tưởng về sắc dục. Thì bên kia thì ông Giới Diễn Hòa Thượng ông thấy được trong hai ông có một ông, nhưng mà sao tự nhiên qua sao mà quên là cái tên của ông nào đó. Thì ông Giới Diễn Hòa Thượng với ông Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng đó, thì ông Ngũ Giới Tổ ông khởi lên cái ý niệm hơi 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 lệch đi, khởi lên cái ý niệm hơi lệch lạc về cái sắc dục. Thì ông Giới khi xả ra rồi thì ông Giới Diễn Hòa Thượng ông cười, ông cười, ông hiểu được cái tâm niệm của ông Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng. Thì lúc đó ông Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng này ông quá hổ thẹn, ông tức, ông hổ thẹn, ông mắc cỡ với bạn bè mình, cho nên ông thâu thần, ông tịch diệt luôn. Ông thâu thần, ông tịch diệt. Thì lúc đó Giới Diễn Hòa Thượng biết rằng là nếu mà Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng này thâu thần tịch diệt thì cái linh hồn sẽ thác sanh trở lại và sẽ nghĩa là đầu thai trở lại, rồi sẽ tiêm nhiễm vào cái thần thức, bị gì cái thần thức ông lúc bây giờ khi mà ông tham thiền nhập định thì ông khởi lên cái ý niệm sắc dục đó, sắc dục, cho nên sợ khi ông tịch diệt rồi ông sẽ trở lại, ông đam mê sắc dục, ông quên đi cái con đường đạo đang tu đây. Cho nên Giới Diễn rất là thương bạn mình, không biết làm sao giờ, ông cũng buồn quá, ông cũng thệ nguyện rằng nếu mà ông trở lại ông sẽ cố cố tình để mà độ bạn mình, cho nên ông cũng thâu thần, ông tịch diệt luôn, hai anh em đồng như là tịch diệt hết. Thì khi trở lại rồi thì ông Ngũ Giới Tổ này nhờ có cái công phu tu hành cho nên ông đầu thai trở lại, ông rất là thông minh sáng suốt, có cái trí huệ, bây giờ ông học sâu hiểu rộng rồi, ông cũng có tham thiền, ông có tu tu hành, cho nên khi mà ông trở lại thì ông thông minh sáng suốt lắm, đó chính là ông Tô Đông Pha. Thì ông được làm quan. Thì lúc bấy giờ thì ông Giới Diễn Hòa Thượng ông cũng đầu thai sanh trở lại chính là ông Phật Ấn Hòa Thượng. Thì thưa quý vị, khi hai người trở lại rồi á, thì ông Tô Đông Pha này tại vì cái lúc trước ông có khởi cái ý niệm sắc dục cho nên cái kiếp này đây ông sanh ra rồi đó quý vị. Ông tới là lúc đó lúc bấy giờ ông tới bảy bà vợ rồi quý vị. Ông tới bảy bà vợ rồi. Dạ, vợ rất rất là nhiều. Làm quan giàu có sung sướng, tám bà vợ, ông lúc đó ông có tới tám bà vợ, ông sắp sửa cưới thêm một bà vợ nữa, cưới thêm một cái người tiểu thiếp nữa.
Thì ông Phật Ấn Hòa Thượng này ông mới đi lại nhà ông Tô Đông Pha ông chơi, thì hai người rất là thân với nhau. Ông Tô Đông Pha này ông rất là kính trọng Phật Ấn Hòa Thượng, kính trọng lắm, thương mến lắm, thường luận đạo với nhau, trao dồi với nhau. Thì ông cũng thường ngỏ ý để giúp đỡ cho ông Phật Ấn Hòa Thượng, nhưng mà Phật Ấn Hòa Thượng cũng từ chối. Ừ, sau cùng thì khi mà Phật Ấn Hòa Thượng đi lại nhà ông Tô Đông Pha chơi đó, thì Phật Ấn Hòa Thượng có lên tiếng nói như thế này, nói là bây giờ tôi nghe nói ngài là sắp sửa cưới thêm một cái vị tiểu thiếp phải không? Thì Tô Đông Pha mới gật đầu, đúng rồi, tôi sắp sửa cưới một cái thêm một tiểu thiếp nữa. Thì lúc đó ông Phật Ấn Hòa Thượng ông mới nói, thôi bây giờ hồi nào giờ tôi chưa yêu cầu, tôi chưa có nhờ cậy ngài một cái điều gì hết, bây giờ tôi xin yêu cầu một việc, không biết ngài có chấp thuận cho tôi không. Thì nói vậy rồi cái ông Phật, ông Tô Đông Pha ông mới, được chứ, bây giờ ông muốn cái gì ngài muốn gì tôi cũng chiều ngài hết trơn, tại hồi nào giờ mình là cùng là hàng, nghĩa là giống như mà một cái đôi bạn tri âm tri kỷ với nhau vậy đó, mà tôi chưa có giúp được cái gì cho ông một lần nào hết, thì bây giờ ngài cứ việc nói đi, tôi sẵn sàng. Thì lúc đó ông Phật Ấn Hòa Thượng mới nói, bây giờ tôi muốn một cái điều như thế này, tôi yêu cầu, nghĩa là cái ngày mà ông rước dâu về đó, bày cái vị tiểu thiếp này này về đó, cho tôi mượn một đêm đi, cho tôi mượn một cái vị tiểu thiếp này một đêm đi, rồi đêm sau tôi sẽ trả lại cho ông có chấp thuận hay không. Thì nghe nói như vậy rồi ông Tô Đông Pha tự nhiên trong lòng ổng hơi ngại, hơi ngùng, ổng suy nghĩ không lẽ nào giờ mới sửa soạn cưới về mà ổng mượn gì không biết làm sao, đi thôi kệ đi, bạn bè mà quá sức chân tình rồi mình cũng liều cho mượn luôn, nói được rồi. Thì cái ngày tôi rước dâu về tôi đưa qua bên cái chỗ của ngài, rồi bữa sau thì trả về cho cái dinh của tôi. Thì nói vậy đúng cái ngày rước dâu rồi thì đưa cô dâu đi qua bên cái chỗ của Phật Ấn Hòa Thượng. Thì khi mà cô dâu qua rồi thì ông Phật Ấn Hòa Thượng sai người dọn cho cô ta một cái gian phòng để nghỉ ngơi, thì cũng không có, nghĩa là ông cũng không có tiếp xúc gì, cũng không có nói chuyện gì với cô dâu đó hết. Thì trong một cái buổi tối ông mới nhúng lên chính cái ngọn lửa, nhúng lên chính một cái ngọn lửa xung quanh đó, rồi bắt đầu ông mới nhảy, ông phóng qua cái ngọn lửa này, kế ông phóng lên cái ngọn lửa khác, mà cứ gì ông chiền níu hoài chính cái ngọn lửa đó, mồ hôi mồ hám ra nhễ nhại luôn, hết sức mệt luôn. Thì khi mà chính ngọn lửa này sắp tàn rồi ông mới ngồi ông nghỉ mệt, ông thở hổn hển vậy đó. Thì cái cô dâu này cô rình cô thấy, bị khi đi về rồi đâu có dám ngủ, cô dâu mới về tự nhiên khiêng qua đây rồi cô sợ cô cũng không dám ngủ, thì cô rình rình cô coi coi ông này ông làm cái gì, thấy ông nhúng ra chính cái ngọn lửa mà ông cứ phóng hết cái ngọn lửa này tới cái ngọn lửa kia hoài, đến từng mệt nhòi rồi ông mới ngồi ông nghỉ đó. Thì sáng lại ông mới cho người chở cô dâu này đi về dinh của ông Tô Đông Pha. Thì khi về tới rồi ông Tô Đông Pha mới hỏi, vậy chứ hôm hòa thượng nghe kêu chở nàng về đó với cái ý gì, có nói gì với nàng không, có làm gì nàng không, này kia hỏi. Thì cô dâu này cô tình thiệt cô mới kể hết lại, cô nói là không có đụng chạm gì thiếp hết trơn, cô không có nói gì thiếp hết trơn, thế là dọn trong cái căn phòng ở rồi ổng nhúng râm chính ngọn lửa ngoài sân vậy đó, ổng cứ ông phóng hết ngọn lửa này tới ngọn lửa khác hoài vậy đó. Rồi sau cùng rồi ông mệt ông ngồi ông nghỉ vậy thôi à, lửa tắt hết rồi ông ngồi ông nghỉ, rồi sáng trả cho thiếp về đây vậy đó. Nghe kể như vậy rồi tự nhiên Tô Đông Pha ông ý thức liền, cái gì cũng suy nghĩ ý thức liền, ông nói thật sự nghĩa là mình đang nhảy, mình đang phóng cho chính cái ngọn lửa này, mình đang bị chính cái ngọn lửa này nó thiêu đốt mình đây, tám bà vợ rồi thêm bà này nó chín bà, nghĩa là mình đã bị ngọn lửa ái dục này nó thiêu nó đốt mình từ hồi vô lễ kiếp tới bây giờ, hôm nay đây mình chính vì mình say mê sắc dục nữa đây, cũng như là chính cái ngọn lửa này nó sẽ làm cho mình đau khổ, và tương lai mình phải bị đọa lạc khổ đau luân hồi sanh tử cũng chính vì ngọn lửa này. Cho nên ông quyết lòng, ông lúc đó là ông thức tỉnh liền, nghĩa là ông Phật Ấn Hòa Thượng tìm đủ cách để độ Tô Đông Pha mà độ không được, sau cùng ông dùng cái sự như thế để ông độ Tô Đông Pha, ông dùng cái lấy mượn cái nàng cô dâu này để độ Tô Đông Pha. Thì lúc đó ông Tô Đông Pha thức tỉnh liền, ông suy nghĩ ông nói thôi được rồi, nghĩa là nhờ Phật Ấn Hòa Thượng đã giác tỉnh cho mình. Thì ông mới bắt đầu mới suy nghĩ, ông nói thôi giờ tìm cách để thoát ly để tu hành.
Thì lúc đó đó quý vị, ông kêu chính bà vợ hợp lại, ông nói thôi bây giờ suy nghĩ cái cuộc đời này cũng giả tạm, cũng khổ đau, cái vô thường mà nó chết chóc đưa tới mình rồi thì không thể nào thoát được hết trơn, nghĩa là sẽ nghĩa là trầm luân khổ sở hoài, rồi tương lai cái linh hồn mình sẽ đọa lạc, ai cứu độ cho mình đây? Thì thôi bây giờ ta sẽ chia của cải cho các nàng rồi giải tán, người ta lo tu hành. Nghe nói vậy rồi chính bà vợ hòa lên khóc, bà nào cũng nói thôi chàng đừng bỏ thiếp, chàng đừng xa thiếp này kia, thiếp hứa thiếp sẽ nghĩa là có tội thì thiếp chịu thế cho chàng, chàng đừng lo đừng sợ này kia nọ, nói đủ thứ chân gian này đủ thứ, ông đi không có được, ông tu không có được, cho nên ông mới nghĩ ra một cái kế như thế này. Ông nói bây giờ ông sẽ gói chín cái gói đồ lại, ông đem hết trong kho vàng dòng châu báu ngọc ngà gì, ông gói chín chín cái bọc đồ, ổng sai người lén bỏ vô phòng mỗi bàn bọc 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 đều hết. Sáng cho ông la quảng lên, ông nói tự nhiên sao trong kho giờ ai dọn đâu, mất tiêu vàng vòng châu báu đâu mất tiêu hết trơn, hồi trộm cắp ở đâu mà nó lấy hết trơn, mà sao trong nhà không ai hay hết vậy. La ra tủa ra thì mấy bà vợ chạy ra nói chuyện, ôi sao kỳ vậy này kia, sao mất như vậy. Bắt đầu sai gia nhân lục soát thì thấy trong phòng của chính bà chính cái gói đồ chị lôi ra. Ông nói đó thấy chưa, nghe nói tôi sửa soạn tôi đi tu hành rồi mỗi bà đều sợ, thủ riêng hết trơn, mỗi bà gói bọc đồ để riêng gì hết. Thì chính bà vợ nghe nói khóc lóc, nói giờ không có thiếp đâu có làm gì này, sao tự nhiên có vậy này kia, nói thôi đừng chối nữa, mới có chút xíu thôi à, vật chất thế gian thôi mà mấy bà còn không chịu, huống hồ chi nữa tôi đọa lạc rồi ai chịu thế cho tôi đây. Thì nói vậy rồi thì từ đó thì sao, ông Tô Lâm Pha ông cũng giác tỉnh, ông tu hành nên là theo ngài Phật Ấn Tòa Thượng. Thì kính thưa quý vị, thì qua cái câu chuyện trên mình cũng muốn nhớ lại cái câu mà Đức Thầy dạy mình đó là đồng tâm hiệp chí, chữ tu dắt dìu ở đây thì nghĩa là cùng đồng lòng với nhau, cùng chung sức với nhau, cùng thương yêu, cùng dắt dìu nhau trên cái con đường đạo đức. Nghĩa là mỗi người chúng ta ai cũng là Phật, cũng có Phật tánh, mình thương tất cả mọi người, mình mở rộng tấm lòng ra bao dung tha thứ, thương yêu dìu dắt lẫn nhau. Thì qua cái câu chuyện trên cũng như thế đó quý vị, nghĩa là ông Tô Đông Pha và ông Phật Ấn Bà Thượng này cùng là một cái đôi bạn chí thân, nhưng mà lỡ bạn mình có bị mê, có bị nhiễm, có bị đọa lạc thì Phật Ấn Hòa Thượng cũng vẫn một lòng một dạ để cứu độ bạn mình, và sau cùng thì được giác tỉnh, được tu hành. Thấy qua cái câu chuyện trên thể sở dĩ hôm nay qua sao mà muốn nhắc lại đây, tại vì mình muốn nhắc câu chuyện cho nó vui ha quý vị, để mà mình cùng thay đổi bầu không khí trong cái buổi trưa hôm nay. Thì Đức Thầy dạy là đồng tâm hiệp chí, chữ tu dắt dìu, chúng ta cùng chung sức chung lòng với nhau, cùng cố gắng, nghĩa là dìu dẫn với nhau trên cái con đường đạo đức lo tu hành. Rồi kế đến là lòng hiền giữ giảng sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Nói đến lòng hiền giữ giảng sớm chiều ở đây, lòng hiền là cái lòng hiền từ, nghĩa là cái người đó có cái lòng hiền rồi thì cái tâm lúc nào cũng tốt hết, cái tâm lúc nào cũng khởi tưởng ra những cái việc lợi ích cho mọi người, không bao giờ tổn hại đến ai hết trơn. Thì cái người mà có cái lòng hiền rồi đó, nói về mình nói về sự ở trong cái đời sống, trong cái cuộc sống đời thường đó, cái người hiền là cái người không có bao giờ mà bất hiếu với cha với mẹ. Có khi nào người hiền mà chửi cha mắng mẹ không quý vị? Không có. Thành ra người hiền thì lúc nào người đó cũng hiếu thảo với ông bà tổ tiên cha mẹ hết, cũng nhỏ nhẹ, cũng đền đáp cái chữ hiếu cho vuông tròn. Nó tóm lại cái người hiền là cái người biết đền ơn, nghĩa là tổ tiên cha mẹ. Người hiền là cái người cũng biết là giúp đỡ quê hương đất nước mình, nghĩa là khi mà đất nước có hoạn nạn, đất nước có bị kẻ xâm lăng dày đạp, mình cũng tùy theo cái sức mình để mà đền trả cái ơn ơn đất nước. Rồi ân tam bảo, cái người hiền cũng là cái người biết vun trồng ân tam bảo, biết phụng thờ, biết kính lại, biết tu hiền. Người hiền thì cái người đó cũng phải biết là đối với tất cả nhân loại chúng sanh cũng là biết thương yêu, bởi vì mình cùng là cùng với nhân loại, cùng với mọi người, cùng là đồng bào với nhau, cùng đùm bọc chở che trong cuộc sống, cho nên cái người hiền cũng thương yêu, cũng giúp đỡ. Thì nói tóm lại đây, cái người hiền trong cái cuộc sống đời thường biết đền trả tứ ân, biết tránh ác, biết hành thiện. Rồi cái người hiền đó bên cạnh đó đó, trong nội tâm thì biết nhẫn nhục,
biết niệm Phật, biết công phu, biết cúng lại, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng trở về cái tâm hồn của mình cho nó trong sạch tốt đẹp. Thành ra Đức Thầy dạy mình á, sống trong cái cuộc sống tu đó, nghĩa là lúc nào cũng vậy hết, làm hiền giữ vẹn sớm chiều là lúc nào cũng vậy hết, giữ vẹn sớm chiều là cố gắng tu tập, cố gắng gìn giữ cái tấm lòng lương thiện mọi lúc mọi nơi, nghĩa là chỗ nào cũng tu hết đó. Thì đó là cái mình sửa làm sao cho mình có được cái lòng hiền như vậy đó, để giữ vẹn sớm chiều mọi lúc mọi chỗ mọi nơi. Rồi xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai, xem kinh ở đây là mình xem kinh giảng, mình tìm hiểu cái giáo lý mà Đức Thầy dạy trong sấm thi đó, tại vì đây là cái tinh hoa của Phật pháp đó quý vị, mà Đức Thầy chúng ta đã biết bao nhiêu công trình như là giới cái sứ mạng vĩ đại, ngài lâm phàm độ thế rồi xuống trần đây, ngài đã rút tỉa những cái tinh hoa đó từ Tam Tạng kinh điển để dạy cho tất cả cái người dân Việt của chúng ta bằng cái tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ thân yêu, nó dễ nghe dễ hiểu lắm. Bởi vì nếu dùng những cái tiếng mà nó cao xa quá, tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa, tiếng Ấn Độ rồi vân vân thì mình hiểu không có nổi, thật sự mình không hiểu nổi. Thì Đức Thầy xuống đây giờ ngài tùy theo cái căn cơ, cái trình độ, cái tiếng nói của người dân mà Đức Thầy đã rút tỉa những cái tinh hoa, nghĩa là hết sức là màu nhiệm của Tam Tạng kinh điển đấy, rồi dạy mình bằng những cái lời văn bình thường giản dị mà trong đó nó chất chứa hết sức là những cái sự nó màu nhiệm mà dễ thực hành, dễ tu trong cái cuộc sống đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Nếu mình có đọc qua những cái lời văn, lời giảng dạy của Đức Thầy, mình mới thấy được cái thật sự đó quý vị. Nội một đoạn giảng thôi, nếu mình có thể thực hành qua mà nó nghe rồi là mình thấm từ câu từ chữ trong lòng mình liền, mình tu suốt cuộc đời mình chưa có hết những cái đoạn giảng đó. Chẳng hạn như cái đoạn giảng mà thầy dạy mình đó quý vị, qua sa mạc xin đọc lên một đoạn để mình thấy được đó, lời lời dạy của Đức Thầy nó thâm thúy vô cùng đó quý vị. Đức Thầy cho biết là dương trần phải ráng làm hiền, đừng trọng bạc tiền, bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi. Chuyện người chớ móc chớ moi, phải treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ, tâm mình cho ngay. Nội mình đọc một cái đoạn thôi, chỉ một đoạn ngắn của cái Nguyễn Sấm giảng là thầy dạy thôi, một đoạn ngắn thôi mà trong đó chất chứa những cái lời bình dân giản dị, dễ nghe dễ hiểu, thu nhập vào lòng của mình. Nội từng câu từng chữ mình thấm thía trong lòng, mình hành trì suốt cuộc đời chưa được. Bởi vì có nhiều người người ta tìm hiểu chỗ này, ta nghiên cứu chỗ kia, nghĩa là ta chơi giảng của Đức Thầy là nghe nó không hiểu, khó hiểu, để tìm những cái bài thi thơ khác nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà thật sự cái lời giảng của Đức Thầy rồi mình đọc mình thấm thía vô cùng đó quý vị, mình ráng thực hành theo. Thành ra thầy dạy mình đó, xem kinh niệm Phật, xem kinh là mình nghiên cứu kinh giảng, nghiên cứu những cái lời của Đức Thầy dạy mình đấy, nghĩa là trong cái quyển sấm thi để mà mình thực hành theo. Rồi mình niệm Phật nữa, bên cạnh đó khi mà mình nghe rồi mình suy ngẫm cái lời dạy đó và mình thực hành theo cái pháp môn mà ngài đã chỉ dạy cho mình, tức là cái pháp môn niệm Phật đó quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Bây giờ đây mình thực hành cái câu Nam mô A Di Đà Phật như thế đó quý vị, thì chắc chắn bảo đảm mình đạt được cái kết quả. Bây giờ mình không có tu chỗ nào, bây giờ mình không cần phải đi đâu xa xôi, chùa chiền núi non am cốc gì, trong cái đời sống thực tại mình là người tại gia cư sĩ nè, mình thực hành với pháp môn niệm Phật rồi mình lo trao sửa tứ ân, bên ngoài thì mình đền trả tứ ân, tránh ác hành thiện, bên trong thì mình nhìn lại chính mình, trao sửa thân tâm chuyên lo niệm Phật, như thế là nó hết sức là nó quý báu rồi quý vị. Mình tu bao nhiêu đó mình thấy mình đạt được cái kết quả rồi. Thành ra ra thầy dạy mình ở đây mình phải ráng niệm Phật nữa, nghĩa là xem kinh làm hiền giữ vẹn sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Bây giờ mình cố gắng lo niệm Phật đi. Mỹ miều là như thế nào? Mỹ miều mặt ai là mình nghĩa là cho giàu người ta có phô trương, có khoe khoang, có
khoác lác cái gì cũng mặc kệ người ta, ta có mỉm miệng, ta chuốt ngót gì cũng mặc ai mặc kệ người ta, ta có chuốt ngót những cái lời lẽ khéo léo, những cái nó không có đúng với cái sự thật, khoác lác khoe khoang gì đó thì kệ. Luôn luôn lúc nào mình cũng lo là xem kinh niệm Phật, còn cái chuyện của người ta thì mặc, mình không có để ý tới, mình không có nhìn ngó tới, mình không có quan tâm tới, mình chìm lại mình để mà lo giữ làm sao cho trọn vẹn cái lòng hiền của mình và chuyên lo niệm Phật mà thôi. Và kính thưa chư quý vị, thì trải qua bốn cái câu mà đồng đạo đã đưa lên, đó là ước mơ rắn động quá cù, đồng tâm hiệp chí chữ tu dắt dìu, là đức thầy mong ước sao, nghĩa là đức thầy chỉ dạy mình, nghĩa là tất cả mọi người chúng ta cũng mong muốn làm sao cho người mình phàm phu nè, mình trở thành Phật tánh, Phật thánh, nhưng mà mình ước mơ xong không, vẫn chưa đủ mà mình còn phải cố gắng để mình hành trì mình tu nữa. Và cùng đồng tâm hiệp chí với nhau, cùng thương yêu dìu dắt đoàn kết lẫn nhau, cùng chung, nghĩa là để đi đến cái con đường đạo đức, đi vào cái con đường đạo đức để đến cái cõi giải thoát đó, mình cùng hiệp lực với nhau, cùng đoàn kết với nhau. Thì Đức Thầy cũng dạy là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực đó, khua giọng vàng đánh thức bốn phương đó. Chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên trong hòa thuận, chọn đường quy nguyên. Và Đức Thầy còn khuyên giải tiếp là mình phải luôn luôn lúc nào cũng phải tập cho mình có được cái tấm lòng được hiền từ, như là lúc nào mình cũng khởi lên những cái tư tưởng tốt hết, những cái tư tưởng từ bi hỷ xả, những cái tư tưởng bác ái vị tha, và lúc nào cũng phải biết cái là nhẫn nhục, lúc nào cũng biết nhìn lại chính mình, sửa đổi tư tưởng, đó là dài chuyên lo niệm Phật, lúc nào cũng phải chuyên lo niệm Phật. Rồi rồi mỹ mỹ miều mặc ai, người ta có khoe khoang, người ta có khoác lác gì đi nữa thì thôi, mặc người ta, mình sẽ lo trở lại trong lòng của mình để chuyên tâm niệm Phật, giữ cho vẹn được cái lòng hiền của mình. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đó là cái sự hiểu của Qua Sa Mạc, qua cái đoạn giảng bốn câu mà Qua Sa Mạc vừa chia sẻ theo cái sự hiểu của mình. Đến đây thì Qua Sa Mạc cũng xin được cái dứt lời, và xin được gửi mic lại cho anh Tịnh Hữu nha. Anh Tịnh Hữu ơi.